Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích trong cuộc chiến chống lại những loại sâu bệnh cứng đầu trên đồng ruộng, CD10 hồ gâm. Chắc hẳn ai cũng từng bực bội khi ruộng vườn bị sâu đục thân và dẹp sáp tấn công. Chúng không chỉ gây khó chịu mà còn phá hoại công sức của chúng ta, làm giảm năng suất mùa màng. Nhưng đừng lo, mình có tin vui cho mọi người đây. Hồ gâm hay còn được gọi là mãnh hổ, được đặc chế riêng để trị dứt điểm những loại sâu bệnh này. Thuốc trừ sâu mạnh mẽ này cực kỳ hiệu quả với sâu đục thân, dẹp sáp, ruồi vàng, vân vân, giống như có một vũ khí bí mật trong kho tàng nông cụ của bạn vậy. Vậy thuốc hoạt động như thế nào? Hồ gâm nhắm vào hệ thần kinh của sâu bệnh, gây tê liệt nhanh chóng và cuối cùng là tiêu diệt chúng hoàn toàn. Thuốc có tác dụng rất nhanh, bạn sẽ không phải đợi lâu để thấy kết quả. Hơn nữa, cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần pha thuốc với nước theo hướng dẫn và phun lên cây trồng. Nhưng hãy nhớ, dù hồ gâm rất hiệu quả, chúng ta vẫn cần sử dụng có trách nhiệm, luôn tuân thủ liều lượng và hướng dẫn an toàn được khuyến nghị. Chúng ta muốn đảm bảo không chỉ bảo vệ mùa màng mà còn bảo vệ cả môi trường nữa. Vì vậy, nếu bạn đã chán ngán việc đối phó với sâu đục thân và dẹp sáp, hãy thử dùng hồ gâm. Đây có thể là giải pháp bạn đang tìm kiếm để giữ cho cây trồng khỏe mạnh và bội thu. Hãy mạnh mẽ, tiếp tục công việc đồng áng và để hồ gâm gánh vác phần việc nặng nhọc cho bạn. Chúc mọi người một mùa thu hoạch thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và như mọi khi, chúc các bạn làm nông vui vẻ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0898 038 348.